Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Firebase là gì và 10 ưu điểm của Firebase là gì. Firebase là gì? Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây. Nó giúp các lập trình viên phát triển nhanh các ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Nền tảng Firebase rất thích hợp để phát triển ứng dụng di động và trang web. Nó chỉ đơn giản là tập hợp các API đơn giản và mạnh mẽ mà không cần backend hay server. Chính vì lẽ đó, Firebase từ những ngày đầu đã được đội ngũ lập trình của các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp toàn cầu vô cùng yêu thích. 10 ưu điểm của Firebase là gì? Sau quá trình sử dụng cùng với những đánh giá của người dùng, tôi đã tổng hợp 10 ưu điểm nổi bật của Firebase. Tạo tài khoản và sử dụng dễ dàng, tốc độ phát triển nhanh, nhiều dịch vụ trong một nền tảng, đặc biệt nhất là Firebase Real-Time Database, được cung cấp bởi Google, tập trung vào phát triển giao dụng người dùng. Firebase không có máy chủ, Machine Learning, tạo lưu lượng truy cập, theo dõi lỗi, sao lưu. 10 điểm hạn chế của Firebase là gì? Mặc dù đây là một nền tảng tuyệt vời, nhưng Firebase cũng có một số nhược điểm nhất định. Tôi sẽ phân tích ngay bên dưới để bạn có cái nhìn đa chiều hơn về nền tảng này nhé. Không phải là mã nguồn mở. Người dùng không có quyền truy cập vào mã nguồn. Firebase không hoạt động ở nhiều quốc gia. Chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu NoSQL. Truy vấn chậm. Không phải tất cả các dịch vụ Firebase đều miễn phí. Firebase khá đắt và giá không ổn định, chỉ chạy trên Google Cloud, thiếu dedicated server và hợp đồng doanh nghiệp, không cung cấp API GraphQL. Các chức năng chính của Firebase là gì? Firebase Real-Time Database. Chức năng này cũng được chúng ta nhắc đến ở trong phần 10 ưu điểm của Firebase là gì. Firebase Real-Time Database là một cơ sở dữ liệu không có cấu trúc, được lưu và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được đồng bộ trên tất cả các client trong thời gian thực và vẫn khả dụng khi ứng dụng offline. Firebase Analytics. Bằng Firebase Analytics, ta có thể phân tích sự tương tác của người dùng về ứng dụng cũng như tình trạng sử dụng ứng dụng đó. Firebase còn có sẵn chức năng tạo report. Nhìn report ấy, chúng ta có thể nắm bắt rõ hoạt động của người dùng. Firebase Hosting. Firebase Hosting là dịch vụ deploy trang web và web app chỉ bằng những thao tác đơn giản. Khi tạo một app, nhiều trường hợp nhà phát triển sẽ muốn xử lý một số chức năng trên trang web. Firebase Cloud Message. Với Firebase Cloud Messaging, ta có thể nhận tin nhắn miễn phí. Khái niệm gửi message ở đây còn được dùng để chỉ push thông báo. Khi tin nhắn được gửi tới, người dùng có thể nhận được thông báo. Ví dụ trường hợp người sử dụng iPhone khi có mail hay thông báo từ application ở góc bên phải trên cùng, icon sẽ xuất hiện dấu tròn nhỏ màu đỏ. Hay tiện lợi hơn, trong dấu tròn đỏ sẽ báo số lượng hiển thị thông báo tin nhắn mới. Firebase Authentication. Firebase Authentication là chức năng dùng để xác thực người dùng bằng password, số điện thoại hoặc tài khoản Google, Facebook, Twitter, vân vân. Việc xác định người dùng là một chức năng quan trọng trong phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, việc đối ứng với nhiều phương pháp xác thực khác nhau sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Firebase Cloud Storage. Firebase Cloud Storage hỗ trợ việc quản lý, chia sẻ các content người dùng upload lên như ảnh, video, cũng như sử dụng những tài nguyên ấy cho ứng dụng của bạn. Data được sao lưu trên Google Cloud Storage Bucket và có thể được access từ server. Firebase Remote Config. Firebase Remote Config giúp thực hiện việc thay đổi UI cũng như hoạt động của ứng dụng mà không cần phải update app đấy. Việc này thực hiện bằng cách set giá trị ban đầu, giá trị default cho giao diện và hoạt động của app, sau đó sử dụng Remote Config REST API hoặc Firebase Console để ghi đè lên giá trị mới.
Firebase Test Lab. Firebase Test Lab được sử dụng để test ứng dụng trên nền tảng cloud. Bằng cách sử dụng Test Lab, ta có thể test hoạt động của ứng dụng trên nhiều thiết bị đa dạng. Nhờ đó có thể xác minh app sẽ chạy thế nào trên thiết bị thực của người dùng. Firebase Crashlytics. Firebase Crashlytics là công cụ báo cáo hoạt động bất thường crash phát sinh trên ứng dụng theo thời gian thực real time. Tool giúp ích cho việc truy vết các vấn đề bất thường, hạ thấp chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, ta có thể đặt thứ tự ưu tiên để có phương pháp xử lý thích hợp. Firebase App Indexing. Firebase App Indexing là chức năng hiển thị content trong ứng dụng kết quả tìm kiếm Google. Với user đã cài đặt sẵn ứng dụng trên thiết bị của mình. Khi user có kết quả tìm kiếm chứa content trong ứng dụng thì application sẽ được khởi động. Firebase Dynamic Link. Firebase Dynamic Link là một chức năng phân chia trang đích một cách hợp lý tùy vào tình trạng người dùng. Firebase Console. Để sử dụng chức năng được giới thiệu ở trên, ta cần đến Firebase Console. Để login vào Firebase Console, ta cần có tài khoản Google. Vậy bước đầu tiên cần thực hiện là đăng ký một tài khoản Google. Những ứng dụng phổ biến sử dụng Firebase, đấy là Thời báo New York, trang Alibaba, Todoist, eBay Moto, Le Figaro. Đây đều là những tổ chức rất nổi tiếng trên thế giới. Kết luận, Firebase là gì? Đó là nền tảng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ được phát triển bởi Google. Tính năng nổi bật nhất trong 10 ưu điểm của Firebase là gì? Đó là Firebase Real-Time Database, cơ sở dữ liệu thời gian thực. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.